Kìa mày. Nửa hyper nó với cả ai. Im đi con mòng leo. Nhã Thi là ai? Tôi không thấy trong này. Làm. Là thế như nào? Tức kiểu riêng như Nhã Thi. Nhã Thi. Đấy tôi đã không nói, ở đây không có. Ở đây có mỗi gì nhỉ? Hyper này với lại cả Khịa Man với lại cả Duy Già thôi. Hyper, cả Khịa Man, Duy Già. Nhưng ba ông đấy chắc là đang chờ team. Đấy. Ờ Nhã Thi về chuyên nghiệp rồi đó. Rồi, thấy rồi, thấy lời cái bạn rồi. Rồi. Lên ạ. Ui giời. Kimuchi. Được rồi, vẫn chưa thấy đâu nhỉ. Đó ok nhá Tema. Mày chết này. Ui giời. Lẹ đi, mời đi, đi đáy coi mặt đáy quá. Sao mẹ thì giờ sao đi. Rồi mau. Ủa mẹ sao giờ không đi đi rồi vô trận cái rượu má nó đi không được. Giờ đi xong rồi tao ra mời. Ừ. Mới hút cần phải không? Cái ý kiến hay á. Mới hút cần hả? Pha xử lý quá cồng kềnh. Hỏi thằng nào tách Holy phá đồ không thằng nào nhận luôn ạ. À. 5 thằng bây không biết thằng nào. Thôi bây giờ hỏi của Vũ X thôi, bởi vì giờ hỏi thì có thằng X nào nhận đâu. Lần sau không bảo hôm sau bảo yêu cầu cày thế nhỉ. Cày không? Cày cày thật đấy. Mất con hồ ly đã mệt rồi, có mất cả Tesla các thứ là siêu cay đấy, bởi vì mấy thứ đấy bây giờ là phải bỏ tiền ra mà quay. Cay gấp độ mấy vậy? 8 nhá. Cái này phải là cay. Không nói nên lời. Cái này là cây kết tụng 8 chứ không phải là 7 nữa. Đủ quá, cày lại no đòn luôn. Coi mấy bạn, coi mấy trong mấy cái cục ngọc trong bảng danh nó có ghép không? Ờ xem. Ghép luôn. Ôi giời. Mà lem. Ô, bay hết cả dàn có re rồi nhưng mà cái lắc vào trong chính thì vẫn còn. Ừ. Còn vẫn còn. Ôi sao? Còn có mỗi hai viên xanh này, một viên vàng này, hai viên đỏ, ôi vãi cả nồi hết sạch rồi ạ. Còn mỗi cái làn đang đeo thôi. Cú này đẹp đấy. Quả này thì con lợn Đức này nó kêu nó cười nghe cái đều không? Nhưng mà vẫn thiếu hay. Gì? Đều gì? Đức ơi, không hết trận kẹp giúp anh khu vực không? Ai ăn? Đồ GP bắn hết sạch ạ. À. Ôi vãi. Thôi sao? Bây giờ thấy mỗi bóng vật thôi. Ôi còn có. GP bây giờ nhìn vào có 568.000 ạ. À. Ôi giời ơi. Bây giờ hỏi không có thằng nào nhận đâu. Thật. Đi đâu anh? Đi map khu vực không xác định step 40 để anh kiếm mấy cái co 3 sao cái. Ồ. Vậy phải thay súng đồ tí thôi ra. Galio có lực rồi đấy. Bởi vì em có kẹp một đứa là đi đâu phải kẹp một heo. Chết nhờ vô đi anh. Level bao nhiêu rồi em? À, 17 rồi. Em kẹp từ hôm qua level 3 giờ tới 17 rồi. Thì ngon đấy. Nên nhanh nhỉ, kẹp phở nhanh. Có team kéo kẹp nhanh thật. Ơ nhưng mà hình như phở A12 nó lên cho em được một dòng này. Nó nghịch nó lên được cho em một dòng thứ hai này. Lên level 2. Level 2. Vậy được rồi, còn hơn level 1 mà. Nhưng mà em mất khẩu holy rồi. Sao lại mất khẩu holy? Phân tách mất rồi à? Thì phân tách rồi. Tách nhầm đúng không? Tách nhầm cái gì, nó tách để nó ấy A12 này. Bây giờ vào chiếc khẩu A12 lên một cái level dòng dưới này. Vãi cả nồi ạ. Vãi. Cái này tôi không biết là phải tướng này thì thua. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu. Năm thằng bây giờ để biết thằng nào thì chịu ơi.
Thôi hết muốn chơi rồi. A khi khi đồ ngốc.